Giá cà phê hôm nay, ngày 26 tháng 12, giá cà phê trong nước chạm mốc 41.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê trong nước hôm nay, ngày 26 tháng 12 giao động từ 40.100 đến 40.900 đồng mỗi kg. Giá cà phê thế giới tuần giao dịch cuối năm 2022 kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực. Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước giao động từ 40.100 đến 40.900 đồng mỗi kg mức giá ổn định và bằng cùng kỳ mở đầu tuần trước, ngày 19 tháng 12. Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng từ 40.100 đến 40.200 đồng mỗi kg, tại tỉnh Đắk Lắc, giá cà phê ở mức 40.700 đến 40.800 đồng mỗi kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum dao động từ 40.800 đến 40.900 đồng mỗi kg. Đối với giao dịch cà phê thế giới, hôm nay, ngày 26 tháng 12, cả hai sàn giao dịch cà phê thế giới lớn là New York, Mỹ và London, Anh đều đóng cửa nghỉ bù lễ Giáng sinh. Ngày mai, ngày 27 tháng 12, sàn London mở cửa bình thường, sàn New York mở cửa muộn. Thứ 4, ngày 28 tháng 12, hai sàn sẽ mở cửa lại bình thường. Ở phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London, anh khớp giá 1.875 USD mỗi tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2023. Kỳ hạn giao cà phê tháng 5 năm 2023 có giá 1845 USD mỗi tấn, giao cà phê tháng 7 năm 2023 đạt 1830 USD mỗi tấn và mở nhận giao cà phê tháng 9 năm 2023 ở mức 1820 USD mỗi tấn. Còn trên sàn New York, Mỹ, cà phê Arabica giao hàng tháng 3 năm 2023 khớp giá 172 centopa. Kỳ hạn giao cà phê tháng 5 năm 2023 là 171,6 cent tổ ba, giao hàng tháng 7 năm 2023 là 171,4 cent ba và giao cà phê tháng 9 năm 2023 có giá 171,5 cent. 3. So với phiên giao dịch hồi đầu tuần trước, ngày 19 tháng 12, giá cà phê trên sàn London khá ổn định, chỉ tăng khoảng 9 USD tấn cho mỗi kỳ hạn giao hàng, cà phê Arabica ghi nhận tăng tích cực. Giá cà phê so với phiên đầu tuần trước tăng 7,6 centpa, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2023, các kỳ hạn giao hàng còn lại cũng tăng tương đối. Giao dịch cà phê trong tuần cuối cùng năm 2022 sẽ tăng tích cực. Tuần này, 26 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 là tuần cuối cùng của năm 2022. Kết thúc một năm đầy biến động, giá cà phê trong nước ngày đầu tiên của tuần cuối cùng tiến gần bằng giá cà phê phiên đầu tiên của năm mới 2022 cao nhất là 41.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới ở cả cà phê Robusta lẫn Arabica lại chỉ bằng mùng 3 tháng 4 giá thời điểm phiên đầu tiên của năm 2022. Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn đối với giao dịch nông sản nói chung, giao dịch cà phê nói riêng. Trong khi dịch COVID-19 chưa hoàn toàn bị kiểm soát thì xảy ra xung đột Nga, Ukraine, dịch COVID-19 19 cũng đẩy giá container biển lên cao tới hơn 200% khiến chi phí sản xuất tăng. Lạm phát leo thang hậu Covid, 19 dẫn đến chính sách thắt lưng buộc bụng giảm chi tiêu của người tiêu dùng thế giới và bắt đầu chơi thắng tăng lãi suất triển biên để siết lạm phát ở cả Âu châu và Mỹ. Trung Quốc thực hiện chính sách zero Covid khiến hàng loạt chuỗi cung ứng trên thế giới bị ảnh hưởng. Tất cả những yếu tố trên dẫn đến những tháng ngày đỏ điểm liên tục trong giao dịch cà phê. Dù vậy, trong những tuần cuối năm giá cà phê thế giới duy trì được đà tăng nhẹ, dù tăng rất nhẹ nhưng tăng liên tiếp 4 tuần. Trong tuần cuối cùng của năm 2022, nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia cà phê kỳ vọng giao dịch cà phê thế giới sẽ ở mức trung bình cao với giá giao dịch sẽ tăng nhẹ. Trong khi đó, giá cà phê trong nước được kỳ vọng sẽ vượt mốc 41.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay ngày 26 tháng 12, thị trường tiêu sẽ sôi động trong quý y 2023 khi vừa hết thúc thu hoạch giá tiêu hôm nay ngày 26 tháng 12 đi ngang so với phiên cuối tuần. Dự báo quý 1 năm 2023, thị trường tiêu sẽ sôi động hơn vì vừa kết thúc vụ thu hoạch. Giá tiêu hôm nay ngày 26 tháng 12 tại thị trường trong nước tiếp tục không có biến động. Cụ thể, tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 59.500 đồng mỗi kg tại Bình Phước. Đồng Nai giá tiêu hôm nay duy trì ở 58.500 đồng mỗi kg. Tương tự, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay trứng lại và đi ngang. Tại Gia Lai giá tiêu hôm nay đang được các thương lái thu mua ở mức 57.500 đồng mỗi kg. Tại tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 58.500 đồng mỗi kg. Trên thị trường thế giới, hôm qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giá tiêu đen làm tung. Indonesia chốt tại 3.590 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng môn to ở mức 5.929 USD mỗi tấn tăng 5 USD tấn. Giá tiêu đen trinh Asta của Malaysia không đổi, vẫn giữ ở mức 4.900 USD mỗi tấn, còn hạt tiêu trắng Asta của quốc gia này duy trì ở mức giá 7.300 USD mỗi tấn. Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen Asta 570 giữ ở mức 2.500 USD mỗi tấn, còn tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g L và 550 gl L giữ ở mức 3.050 đến 3.150 USD mỗi tấn. Và giá tiêu trắng giữ mức 4.550 USD mỗi tấn. Theo các doanh nghiệp, trước đây khi chưa xảy ra dịch bệnh, mỗi tháng Trung Quốc nhập khẩu trung bình 50.000 đến 60.000 tấn tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, nước này theo đuổi chính sách Zero Covid khiến lượng nhập khẩu chỉ còn khoảng 1.000 tấn tháng, lũy kế 11 tháng xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 18.354 tấn tương đương khoảng 9% tỷ trọng. Sang năm 2023, các doanh nghiệp tiêu mong muốn mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là những thị trường ngách, nếu đa dạng được thị trường, các doanh nghiệp có thể tránh những rủi ro khi xảy ra các sự cố ở thị trường tiêu thụ chính, Trung Quốc là bài học điển hình. Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng, những tháng quý y, Hoạt động giao dịch tiêu của Việt Nam sẽ sôi động hơn vì vừa kết thúc vụ thu hoạch tiêu quả mới, đến quý 3 và 4, khách hàng sẽ tìm đến các nước như Brazil và Indonesia để mua vì đây là thời điểm thu hoạch tiêu của hai nước này.